Chào Thím Chào cả Sáu, nhà. chào cả nhà mình nha. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Thím Sáu xuống đây đào trùng đất nha cả nhà. Người ta thường gọi là con cặt đất. Giờ chú Sáu cũng tới chỗ nha cả nhà. Mời cả nhà theo chú Sáu đào cặt đất hôm nay về làm món ăn nha. Hôm nay chú Sáu đi cũng có đem cái bào với cái xẻng nha cả nhà. Giờ tới chỗ chú Sáu đào rồi có. Mà có trùng chép bắt trùng chép luôn. Có cặt đất rồi bắt cặt đất. Là trùng đất á. Đây có con nha cả nhà. Chú Sáu đào nãy giờ được con đầu tiên cặt đất. Cặt đất đầu tiên nha cả nhà. Đâu. Cái này đào đá đào nó được không con. Nè. Được cái phim luôn không con? Ừ. Nha mà. Bị tấp hả? Bao nhiêu tấp? Được hai con nha cả nhà. Đây. Đây một con cả nhà. Đó, vậy không? Đây con. Hai con. Vô vào luôn. Không còn nữa cả nhà. Còn. Bạc có được gì chưa? Chưa. Được con đầu tiên luôn. Qua wow, tôi. Vừa đào trùng đất, có trùng chép và bắt trùng chép luôn. Nhiều kêu cấm cấm nó dập á. Trời ơi đây con nó bự bể cả nhà. Con này bự quá. Bể bỏ luôn đi. Cái bỏ vô đi. Đụng luôn đi. Kiếm con con đó đó, chim chép đó đó. Đây chim chép ở cả nhà. Cỡ này lấy được rồi. Chim chép này còn nhỏ quá. Thôi để nuôi lại cả nhà ơi. Qua mai mốt rồi bán. Ủa bắt. Nó chim chép hay gì á? Đây còn bằng. Đứng đây mà còn thấy. Con chim chép bự cả nhà. Chú Sáu đào còn không thấy, chú Sáu chỉ á. Cũng còn nhỏ. Thôi vậy bắt luôn bắt đi. Luôn ha. Bắt được mực luôn cả nhà. Rồi, nằm trên tỉnh tỉnh thôi. Wow, có con mực cả nhà. Đây khô, con bám quá. Được con mực mực tua nữa cả nhà. Mực quá. Hơn hơn quá. Ừ, wow, con mực tua cả nhà ơi. Rồi, được con mực cả nhà. Đây, ảnh còn bò sói sói đây. Wow. Cả nhà. Đã rồi. Được con mực đây. Đồ con nhà không? Cái này mình phải chụp lẹ cả nhà, chứ nó nuôi cái là mất tiêu đó. Bỏ vô bao luôn. Nó cả nhà, trùng chép. Được rồi. Mười này có con nó hay vậy. Đây được con chép nữa nè. Tình con nữa. Hai con. Đa số là chú Sáu kiếm trùng đất cả nhà. Nhưng mà không có trùng đất thì mình lấy cái bắt trùng chép. Về làm món luôn. Cái này được con mực nữa. Có lý à. Được mực mực tua. Mực tuột đó. Mực tuột. Đây có con còng nữa nè. Đây còng cũng nhiều lắm nè. Chạy nè. Còng nữa nè cả nhà. Con cá đất nè. Cái nhà mình thấy nè. Đó. Đây con ốc len nó đang bò. Con ốc len nè. Ốc len còn nè. Rồi con chim cát bự cho cả nhà. Nãy có con này bự nhất. Có con cần đất nữa kìa. Đó. Đó. Đây con. Cần đất này nhỏ lấy luôn ha. Như là cháu này có. Có con nhỏ nữa. Giọt thì cũng có nữa ta. Mấy hả? Hai ba con mà chết. Chết nha. Ừ. Cái này không có giọt mà. Con gì đó. Nhiều. Ờ ngon ha. Nhiều. Có cả nhà. Con này bự ghê luôn. Chà bá luôn. Chép bự đó nha. Chà bá luôn, muốn bể luôn. Nè, như có con nó sụp vô gì á. Nè. Nè đó nè.
Đây còn chết. Chết. Chết nhiều người mà chết, đúng không đây. Đây còn chết nữa nè. Con này còn sống. Con này còn sống. Sao mà chết vậy ta? Đất nữa nè. Ừ, con này còn người. Con thấy nó tưởng con hà. Mà chú Sáu tưởng hà, tại cái luôn rất dài quá. Tôi thấy rồi. Nóng đùi bị ra cái này. Đất à? Không đất. Wow. Còn được bụi quá. Mà thấy cái đầu nhỏ xíu. Đây có con trùng kích bên ngoài. No. Trùng kích, trùng kích. Nhân bò. Trùng kích cái này. Nhân bò nhé. Nó chịu da. Thích cái này. Nó đây. Đây con trùng kích nữa cả nhà. Chiến hôm chú Sáu cũng đào được mấy con. Chiến này mới có chưa con đầu tiên. Con nhỏ. Đây con tìm chết nguyên cái này. Con bự quá ha. Giấy đừng chết đi, sống. Đây được con. Con bự cái này. Đây còn nhét cà đá lửa cái này. Cà đá lửa luôn. Wow. Cà đá lửa luôn nha. Quá có bự. Đây được con chôm chép mà hơi nhỏ cả nhà ha. Nhỏ này cũng lấy được. Đó đó đó, đó. Trời đất ơi. Đi. Vô nghe sáng á. Ừ, đây con. Dính trong cái sáng luôn cả nhà. Con này hơi nhỏ, kệ lụm luôn. Đang lú cái đầu lên cái nhà chú Sáu nắm nắm nghĩ lên vậy chân dài nó lên nước chảy con bự nè cả nhà con bự chà bá luôn chân chép nè cả nhà. Đây một con, dưới hang này còn là hai con. Hai con hơi nhỏ cả nhà. Nhiều nhỏ góp lại thành to cả nhà. Vậy chứ nó đóng phèn, nó vàng, nó lửa gì đó. Nó nhỏ vậy chứ nó già dữ lắm rồi cả nhà. Nhỏ rồi cả nhà. Vậy chứ gôi vậy. À. Đây con chim chép nữa nè, chim chép bự nè. Chép bự đây. Nãy giờ chú Sáu đào được không nhiêu đây nha cả nhà. Được nhiêu đây đây, chứ có con mực nữa nè. Bây giờ chú Sáu sẽ đẹp đào tiếp nữa cả nhà. Đấy. Nãy chú Sáu đào được nhiêu đây nè. Có con mực nè. Con bạch tuộc nè. Được con bạch tuộc. Con cầm. Cầm này còn lọt nữa chứ. Tao thả nó đi, nó còn nhỏ quá. Có cái hang chim chép này nha cả nhà. Này, để sáu đầu có. Con. Đó thục vô. Thục lẹ chứ. Thục lẹ nhanh đi ha. Mất luôn. Đó. Ừ. Nhanh ghê thì sức. Đậu đúng cái miệng lên cuốc trên luôn. Cái cây mình ở dưới mà cái miệng không. Đây cắt đất này. Đây rồi con nhỏ nữa cơ nhà. Con nhỏ mình bắt nhỏ luôn. Trốn lại đâu à? Ừ. Nè. Ừ, kia trốn lại quá. Miệng nó thuốc trên ngon hình hình. Cái này gì đây? Đây.
đèn con nữa. Thấy không? Đèn con nữa cả nhà. Còn nhỏ cũng lớn. Bắt luôn rồi. Đèn con cả nhà. Dí theo. Đầu đụng nó chui xuống cả nhà. Đèn con là gì đây? Con bự nữa cả nhà, con bự chà bá luôn, đồ, con này bự cả nhà, chà, qua bự, con bự cả nhà, nó chạy vào hang, chú sáu thì dí theo cả nhà, dí theo, mọi người, đồ, nè. Đi theo nhà, đi theo, nắm đuôi lại. Đây. Hai chục phép ở nhà. Một quả, hai quả. Đừng còn. Đấy không? Đừng còn. Còn sống. Này nó chết rồi, còn bự quá, chà ba lửa luôn, quá bự, hai hàng tôi thấy hàng, này có hai hàng chùm chết nè cả nhà, một hàng hai hàng để sáu đào thử có không cả nhà. Bích trên này. Em dắt con bích luôn. Đây còn. Đây còn cái nhà hàng. Còn hàng nữa nha các nhà. Đây còn. Đây còn nữa các nhà. Chứ sáu nắm đùi gì lẫn. Con này cũng còn hơi nhỏ. Đây con cua nhỏ cả nhà, nằm chỗ em. Nè. Cua con nữa. Để chú sáu rửa cho cả nhà mình thấy nha. Cua con cả nhà nó cắn chú sáu gãy hết cái càng. Thôi bây giờ nó nhỏ quá, chú sáu thả cho nó bò nữa cả nhà. Tôi còn con cua mẹ không? Cua mẹ không có, con còn cua con. Thôi cho nó xuống sông nha cả nhà, cho nó bò đi đi. Đang còn là đất nhà, đang còn, chà bá nữa luôn. Nãy giờ đầu đá rồi mới được con cả nhà, hiếm có quá. Đây con cả nhà, chim chép. Chép lúa cái miệng chú sáu hỉ luôn. Đi ngay đây có con này gì đó, đây được hai con cả nhà, một con đây con bự cả nhà, hai con bự con nhỏ tâm tích cả nhà, mở thế thôi nhỏ quá thả đi, ôi bắt nó đi, bắt luôn. Tôm tích nhỏ vậy chứ gạch không có nhà. Nhỏ chứ gạch cho lắm. Nó đó đó. Đây con cả nhà. Nghĩ ra. Vậy. Con bự quá nhà. Đây con bự cả nhà, chứ sao nắm nghĩ lắm. Lớn. Chưa chịu ra nữa. Dạ. Bỏ ra cả nhà. Dạ. Dạ.
Bỏ ra. Rồi nha. Bỏ ra cái nhà. Đây còn nhỏ nhỏ vậy chứ. Ngon lắm rồi nha. Vô bạc luôn. Đó nè nè. Đây còn con. Đây còn cái nhà. Dạ dạ dạ. Trời, con này gạch không cả nhà. Đúng rồi nha. Con gạch không luôn. Con khe luôn. Ừ. Gạch không cả nhà. Nhỏ chứ cả nhà mình thấy. Dàn khe luôn. Đây. Đây. Qua bờ. Còn bờ ghê luôn cả nhà. Nó rút lẹo quá nhà ơi. Đó đó. Chưa chưa cho nó trong vô nữa rồi. Nè nó bắt đầu trong da kìa. Để cho nó bò vô. Bự nè. Ui. Dí theo cả nhà. Bắt ghi lên, ghi lên. Wow, dí theo. Anh con nhăn ra luôn cái nè. Cái này cái sót đầu trùng đất này về nhà làm món ăn cho nha. À, còn đó nữa. Còn. Còn cả nhà thấy lú rồi cái này không cả nhà kéo dài nha. Thế được không coi chừng nó đứt à, đào vô cho miếng lên. Đây còn cái hàng này có chuyện tích tử không mà cũng có cả nhà chà bá luôn. Đây con đó tình tích nữa, tình tích gọi là rồi rồi rồi. Dạ chú. Dạ. Cảm ơn anh chú. Dạ. Dạ. Nhỏ thì chứ búng chọc chọc rồi cả nhà. Búng mạnh lắm. Nhỏ thì búng dữ lắm. Ừ. Bắt ra trùng đất luôn. Còn cả nhà. Wow. Còn bự quá cả nhà. Đây còn cả nhà. Có nó không? Đó lú đó. Ừ. Hắn ta đang lú ra. Rồi ngược cái vô. Không ghê không? Tình tích con. Bắt luôn. Ừ. Nãy giờ bây giờ về rửa cả nhà coi được bao nhiêu. Coi vậy coi chừng mực nó chung ra. Trong đây cũng sợ nó chạy vô nữa còn không? Còn mực còn. Đây đây trùng đất với trùng chép nãy giờ được nhiêu đây cả nhà? Đó chừng không? Đây có còn mực nữa đây. Viên số trùng tích. Mực nó quấu mấy con kia. Mực nó quấu mấy con kia cả nhà. Trùng tích nhiều ghê. Được nhiêu đây cả nhà, nhiêu đây là về làm món ăn cũng được rồi. Hôm nay không không có đi bán cả nhà, hôm nay ít quá không có bán được. Đầu chỉ có nhiêu đây cuộc sống mưu sinh chú sáu hôm nay cũng như đủ ăn thôi. Có mực ngon kia không? Thôi cái clip này chú sáu xin tạm dừng ở đây nha. Chúc cả nhà xem clip chú sáu vui vẻ. Cảm ơn cả nhà ủng hộ kênh chú sáu có đồng trong những thời gian vừa qua. Chào tạm biệt, hẹn clip sau nha. Xong. Có cái bóng này. Hút vô nha cả nhà.